Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhé. Em thanh lý nhanh cho các bác cái con Victor. Victor con này là mã là cái gì đấy nhỉ? Sao đây nó không ghi mã nhỉ? Đấy, để tìm xem sau, chắc đằng sau là có mã. Nhưng mà con này thì thử thì CD vẫn tích chạy đấy các bác này. Đấy, CD vẫn tích chạy nhá. Chuyển bài này. Đấy, chuyển bài rất là nhanh, chứng tỏ là mắt vẫn chạy bình thường. Bài 3. Ok, vẫn chạy. Chứng tỏ mắt là cũng khá là ngon đấy các bạn. Đấy, nhảy bài rất là nhanh. Đấy, cơ ra vào thì vẫn thấy là tuyệt vời. Không không có vấn đề gì cả. Đó. Con này em vừa thấy ở nó ở dưới kho. Nó ở dưới nha. Nhấc xem nhào thử nó xem có lên không, nhưng mà vẫn thấy nó chạy này này. Đấy, thì thanh lý cho các bác. Về các bác lau qua đi tí nhá. Cái này nó là cái keo này. Măng dính trước này. Đấy, thì về các bác chỉ có lau qua đi tí nhá. Cho nó đẹp. Đấy. Đây dòng CD có cả dây nguồn, dây nghiếc đầy đủ đây. Đây mã đây. Con này là EV7 các bác ạ. Victor EV7 có đường quang này. Đấy, có tín hiệu quang xuất ra nhé. Nó xuất hiện tín hiệu bằng quang này. Đấy thì thanh lý cho các bác về các bác lấy đồ, lấy linh kiện này là dùng hay như nào đó thì các bác dùng. Ok chưa? Đấy, hoặc là đây là như nó xuất tín hiệu cả ra 3.5, không biết có phải hai cổng này dòng 3.5 không. Đấy. Còn CD Victor Victor phải đọc nó là gì các bác nhỉ? EV7. EV7. Đấy, thanh lý luôn cho các bác nha. Tại vì cuối năm rồi em cũng thật sự các bác này nó bắt đắt, không không có thời gian để mà kiểm tra các cái này đâu. Đấy, thì chỉ biết là cắm điện và test thử thế thôi cho các bác, rồi còn về các bác dọn dẹp xem. Con này kích thước size 36 nhá, size 36. Đấy, đây. Đấy, xả thanh lý luôn cho các bác nhá. Về các bác tự dọn dẹp rồi lau chùi nhá. Con này thì xả thanh lý nhanh cho các bác, giá là 500 nhá. Đấy, 500 nghìn. Bắt đầu lấy thì alo cho em nhá, xả luôn cho các bác. Đấy, CD thì em thấy là cơ ra vào vẫn ngon lắm. Rồi mắt miếc của nó thế là đọc cũng còn khá là ok. Đấy, chuyển bài rất là nhanh. Những con nào mà CD mà chuyển bài nó ngấp ngứ ấy, thì là mắt nó kém. Nhưng mà con này chuyển bài một phát là một luôn. Chuyển bài phát một thì chứng tỏ là mắt nó cũng còn khá là ngon đấy. Thì bác nào lấy thì về sử dụng thì dụng, mà lấy về lấy đồ thì lấy nhá. Thì em tóm lại là em bán thanh lý thôi. Giá gọi là 500 này bán thanh lý lấy đồ hoặc là trưng bày xe 36. Đấy thì bác nào mà lấy thì alo cho em nhá. Đấy. Nhà em thì ở số 57A đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng lấy hoặc là có thể đặt hàng online. Bên em thì gửi ship tận nhà nhé. Bên em ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Bác nào lấy thì alo cho em nhé. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo của bên Nguyên Vũ Audio nhé.